Hôm nay mình sẽ làm món vịt xiêm nấu với cơm rượu rất là đặc biệt và không có bị ngán giống như là cái món cà ri thông thường của mình. Và khi nấu lên cái mùi thơm rất là đặc biệt và dùng có thể dùng chung với bánh mì, bún, rau sống. Đây là cách bài trí của mình. Giờ hãy xem vịt xiêm nấu với cơm rượu. Nguyên liệu cho món vịt hôm nay sẽ gồm có là hành tím băm và nguyên liệu chính là cơm rượu. Cơm rượu thì mình có làm trong video cách làm cơm rượu tại nhà. Ở đây cơm rượu mình làm trong cái hộp nè cho nó vừa luôn. Và đây là muối, bột ngọt và nghệ. Muối ngọt và nghệ nha. Món này mình sẽ không có dùng đường bởi vì đường nó đã có trong cơm rượu. Và đây là nước. Nước mình sẽ không dùng nước dừa hay nước gì hết mà mình sẽ dùng nước bình thường thôi, bởi vì nước bình thường á là cái nó sẽ có cái mùi thơm đặc trưng của cơm rượu rồi, mình sẽ dùng nước thôi. Và một ít hạt cà ri. Đây là hạt cà ri nha. Cái hạt cà ri này thì mình sẽ vắt cái chảo mỡ và mình thắn lấy cái dầu. Và nguyên liệu chính của nó sẽ là nửa con vịt xiêm. Đây là nửa con vịt xiêm mình đã làm rất là sạch sẽ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi chặt vịt và làm những món mà mình sắp chuẩn bị gia vị nha. Để làm cái món này hôm nay thì cũng cần có thêm một vài nguyên liệu khác nữa. Chẳng hạn khi mình nấu xong rồi thì mình sẽ dùng chung với bún và rau sống. Nhưng đầu tiên thì mình sẽ chặt vịt và đi nấu cái phần vịt này trước. Vịt này thì mình sẽ chặt cái theo tùy thích vừa ăn của cái miếng. Và dầu thì mình sẽ thắng cái dầu đều này. Rồi cơm rượu và nước thì mình sẽ dẹp qua một bên. Rồi vịt sau khi mình chặt miếng vừa ăn thì vịt này mình sẽ không chặt nhỏ quá, mình sẽ chặt vừa ăn và cũng tùy theo thích của mọi người nha. Sau khi mình đã chặt xong rồi thì bắt đầu khâu của mình sẽ nêm cái phần vịt này. Phần đầu tiên đây ướp vịt này thì cái chén lúc nãy nè, nghệ, bột ngọt và muối. Muối thì mình sẽ dùng một muỗng cà phê muối lưng và một muỗng cà phê bột ngọt và một nửa muỗng cà phê nghệ bột. Cho nửa con vịt này mình sẽ nêm hết vào đây. Nêm hết vào đây nha. Và đây là cái phần hành băm. Hành băm này mình sẽ cho vào đây một nửa thôi. Mình sẽ cho phân nửa hành băm. Không cho nhiều. Đặc biệt cái món này thì không dùng tỏi. Để làm cái món này cho ngon á, thì mình sẽ dùng củ hành băm chứ không có dùng tỏi. Bởi vì cái cơm rượu nó rất là khó để mà mình nêm những cái nguyên liệu vào đây để cho nó còn giữ được cái tự nhiên của cái mùi cơm rượu. Món này mình cũng không dùng đường bởi vì trong cơm rượu nó đã ngọt sẵn rồi, cho nên món này mình sẽ không dùng đường. Sẽ trộn đều cái phần vịt này lên. Sau khi đã trộn đều cái phần vịt này lên đó thì sẽ cho thêm là khoảng 4 viên cơm rượu. Phần cơm rượu của mình nó cái viên nó nhỏ thì mình sẽ dùng 4 viên. Chỉ dùng bao nhiêu đây thôi. Đây là chỉ dùng bao nhiêu đây cơm rượu thôi. Mình có thể nhìn thấy nè, và chan thêm cái phần nước cơm rượu lên. Dùng 2 muỗng nước của cái phần cơm rượu này chan đều lên rồi bắt đầu mình sẽ trộn đều hoàn toàn hết lên. Mình để khoảng 15 hoặc 30 phút, trộn đều cơm rượu lên để khoảng 15 hoặc 30 phút. Thì trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi bắt cái nồi lên. Chờ đợi cho nó thấm thì giờ mình sẽ đi bắt cái nồi lên để mình làm cái hạt cà ri này. Rồi bắt cái nồi lên rồi mình cho một ít dầu ăn. Giờ mình sẽ cho một ít dầu ăn vào trong cái nồi để thấm cái dầu đều. Dầu sau khi nóng thì cái hộp đều mình cho cái đây để mình thắng cho nó ra màu.
Rồi sau khi màu mình sẽ hết cái hộp này bỏ hết, không có để mấy cái hộp này được, cái hộp này không có dùng được. Sau khi mình lấy màu hết ra rồi thì đây là cái hành, phần hành còn lại thì mình cứ cho vô đây ký cho cái phần hành này nó vàng lên. Wow, rất là thơm. Hành sau khi đã phi thơm thì cái này nó cũng đủ 15 phút rồi. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ để khoảng 30 phút cho nó thấm vào một chút thì nó sẽ ngon hơn. Giờ mình sẽ cho vào trong cái nồi. Chàng ơi, rất là thơm. Giờ nó lên cái mùi thơm, rất là thơm luôn á. Có chị thơm luôn. Đói bụng không? Quá thơm rồi. Chờ một chút luôn. Bây giờ mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Cái món này thì mình sẽ xào hoàn toàn cho cái thịt này nó săn lại. Mình sẽ xào để khi nào mà cái thịt này nè nó săn và là tớp lại hết đó, thì mình mới có thể cho thêm cái phần nước vào đây để mình hầm cho nó mềm. Giờ mình sẽ xào, mình chờ cho nó săn lại nha. Vịt của mình là xào cho tới săn sát và cái thịt nó mới thấm, nó mới ngon. Mình xào cho tới cạn nước như vậy, cho cái phần lúc ốp á nó thấm hết vào trong đây. Giờ thì mình có thể thấy là nó đã săn hết rồi lại hoàn toàn và rất là thơm. Chà, thơm lắm nha. Giờ thì chỉ mới có thơm thôi chứ chưa có chín đâu. Thì vậy vịt xiêm thường thì rất là dai, nên mình sẽ cho cái phần nước dùng lúc nãy nè cho ngập vô để hầm cái món này cho mềm lại. Cái món này thì mình sẽ hầm mềm thì nó mới ngon nha. Thường thì cái món này mình nhìn nó sẽ giống như là mình nấu cà ri, nhưng cà ri thì mình sẽ phải nêm cái hạt cà ri á, hoặc là bột cà ri. Còn ở đây thì mình nêm bằng nghệ, và cái mùi nghệ nó cũng rất là đặc biệt, pha trộn với cơm rượu á, mùi thơm cũng rất là đặc biệt luôn. Rồi giờ mình sẽ chờ cho nó sôi lại và thịt của mình nó mềm nha. Rồi sang đây á, cái món này mình sẽ dùng chung với bún xà lách, có thể dùng chung với bánh hỏi á, cũng rất là ngon, và cà gió nè. Và cái món này á, thì món này mình có thể dùng thêm với bánh mì nè, muối tiêu chanh cũng tương đương với cà ri. Ở đây mình đã trang trí sẵn cho nó đẹp mắt và để dễ dùng với cái món này hơn. Thì các bạn có thể trang trí tùy thích. Đây là bé nhà mình vừa mới trang trí cái dĩa bún và salad cho nó đẹp. Trong lúc chờ đợi vịt nó chín, hôm nay mình không dùng bánh mì, mình dùng với bún và thì có thể thêm rau sống, húng nhũi. Thì nếu bạn nào thích ăn á, thì mình sẽ dùng thêm quế nè, húng nhũi, rau sống cũng rất là ngon. Nhà mình chỉ thích dùng xà lách, cà gió, dưa leo và bún thôi. Giờ mình sẽ chờ nữa nha. Món vịt này mình sẽ khìa cho thật là mềm, đến khi thấy nó sắc và mềm được như vậy thì mình sẽ cho khi mà nhắc xuống á, mềm hết rồi, hoàn toàn mềm hết rồi, thì cái phần cơm rượu này mình sẽ cho thêm khoảng 3 hoặc 4 viên tùy theo cái men cơm rượu nó có nhiều hay ít thì mình cho thêm vô lúc này. Rồi tắt bếp nha. Tiếp theo mình cho thêm một ít nước. Món này thì lúc này mình cho cái này vô thì nó sẽ rất là vừa, bởi vì cái vị ngọt của cơm rượu đã có sẵn rồi. Mình trộn đều lên rồi tắt bếp. Món này khi chín thì sẽ là vừa ăn, không được mặn. Bởi vì món này mình sẽ không có làm mặn nha, chỉ cái độ mặn nó vừa thôi. Và khi cuối thì cái mùi cơm rượu nó rất là thơm. Giờ mình sẽ trang trí ra ngoài. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái chén để mình cho ra ngoài cái chén. Nhìn rất là ngon luôn. Mình múc ra một cái tô, mình dùng qua chung với bún hoặc là bánh mì thì cũng tùy thích. Cho cái đầu đi.
ngon quá đi. Các bạn nhìn thấy thế nào, rất là hấp dẫn luôn với cái món cơm vịt xiêm. Nấu cơm rượu của mình đã hoàn thành rồi, mình sẽ cho thêm một ít bún rau nữa là rất là ok luôn. Rồi giờ thì món của mình đã hoàn thành, mình món này mình sẽ dùng với bún, nhìn này rất là hấp dẫn nha. Hôm nay mình làm món vịt xiêm nấu với cơm rượu. Món này có mùi thơm rất là đặc biệt và đảm bảo sẽ không có ngán như cái món cà ri thường ở miền Tây của mình. Rồi vào xem cách làm vịt nấu cơm rượu, vịt xiêm nấu cơm rượu nha. Xin chào, hôm nay mình sẽ làm món vịt xiêm nấu cơm rượu. Vịt xiêm nấu cơm rượu, món này sẽ không có bị ngán giống như là cà ri thường ở các đám tiệc nha. Và mùi thơm của nó cũng rất là đặc biệt, dùng chung với cà và bún, có thể chùm chung với rau sống, bánh mì rất là ok. Nhưng cái đặc biệt của nó là nó sẽ không bị ngán và rất là thơm ngon của cái mùi cơ đặc trưng của cơm rượu. Rồi, hãy vào xem cách làm xiêm nấu cơm rượu. Xiêm nấu cơm rượu của mình đã hoàn thành rồi. Và món này á, thì mùi thơm rất là đặc biệt. Mình luôn chúc cho các bạn có những món ăn ngon gia đình. Rồi chúc các bạn thành công nha. Và nếu thấy thích cũng đừng quên like và đăng ký. Chia sẻ cho bạn bè cùng xem để ủng hộ Hiếu Quỳnh. Cảm ơn các bạn đã xem. Rồi, giờ thì gia đình của mình sẽ thử món vịt xiêm nấu cơm rượu rất là đặc biệt. Nha.